Kính thưa quý vị, sáng ngày 18 tháng 1 năm 2022, Phái đoàn Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương do Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng trị sự, Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết Công an tỉnh, phòng BA02 và lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc sắp đến. Tháp Tùng đoàn có Chư Tôn Đức trong Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương. Thân mật đón tiếp đoàn đến thăm có Đại tá Phạm Quốc Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Thượng tá Hà Minh Thắng, Trưởng phòng BA02 Công an tỉnh Bình Dương cùng các thành viên tại trụ sở. Tại trụ sở Công an tỉnh, Hòa thượng Thích Huệ Thông đã thăm hỏi, bày tỏ lòng tri ân với lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã quan tâm hỗ trợ cho Ban trị sự Phật giáo tỉnh về mọi mặt, giúp cho các hoạt động Phật sự của Phật giáo tỉnh trong thời gian qua được thuận lợi và thành công tốt đẹp. Hòa thượng Thích Huệ Thông hy vọng rằng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền tỉnh để sinh hoạt Phật sự của tăng ni Phật tử ngày càng phát triển hơn. Hòa thượng cũng gửi lời chúc Tết đến các lãnh đạo Công an tỉnh cùng toàn thể cán bộ, nhân viên đang công tác được dồi dào sức khỏe, hưởng một mùa xuân Nhâm Dần an lành và hạnh phúc. Tại đây, Đại tá Phạm Quốc Dũng bày tỏ lòng tri ân đến tình cảm và những lời chúc tốt đẹp của Chư Tôn Đức Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương. Đồng thời, Đại tá cũng chúc mừng sự thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 10 2022-2027 và thông báo những thành tựu đã đạt được của tỉnh nhà trong thời gian qua, cũng có sự đồng hành và đóng góp nhiệt tình của Phật giáo tỉnh. Thay mặt Công an tỉnh Bình Dương, Đại tá gửi lời chúc mừng năm mới đến Chư Tôn Giáo phẩm Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, tăng ni Phật tử tỉnh nhà. Cũng trong khuôn khổ của chuyến thăm, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cũng đã đến thăm và chúc Tết lãnh đạo Phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh Bình Dương. Cùng ngày, đoàn đã đến thăm và chúc Tết tại Văn phòng Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Dầu Một, có ông Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Dầu Một, bà Nguyễn Thu Cúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, ông Huỳnh Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng các thành viên tại trụ sở thân mật đón tiếp đoàn. Hòa thượng Thích Huệ Thông gửi lời chúc Tết tới lãnh đạo các ban ngành thành phố Thủ Dầu Một và bày tỏ lòng tri ân đối với Đảng, Nhà nước, các cơ quan đoàn thể chức năng luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ Phật giáo tỉnh nhà hoàn thành các công tác Phật sự trong năm qua, thành tựu trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi đạo ích đời tại địa phương. Hòa thượng cũng mong muốn trong thời gian tới, Phật giáo tỉnh nhà sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền, ban ngành các cấp. Ông Nguyễn Văn Đông bày tỏ lòng cảm ơn trước tình cảm của Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương dành cho lãnh đạo các ban ngành thành phố Thủ Dầu Một. Dịp này, ông đã thông báo tóm tắt với đoàn những kết quả nổi bật trong năm 2021, đồng thời khẳng định để có được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng bộ và nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, của các tổ chức tôn giáo, trong đó có sự góp sức của các tăng ni Phật tử tỉnh nhà. Ông mong muốn thời gian tới, Chư Tôn Đức tăng ni Phật tử tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền thành phố Thủ Dầu Một thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục tuyên truyền, vận động, định hướng cho tăng ni Phật tử trong toàn tỉnh về đường lối, chủ trương, chính sách của nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra theo đúng phương châm của giáo hội, đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Thay mặt lãnh đạo chính quyền thành phố Thủ Dầu Một, ông Nguyễn Văn Đông gửi lời chúc mừng đến tăng ni tín đồ Phật tử đón xuân Nhâm Dần năm 2022 nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Cùng ngày, đoàn tiếp tục đến thăm lãnh đạo chính quyền và trụ sở Công an phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một.